Xin chào mọi người nhá. Hôm nay là mình sẽ là lấy cái mồi mình đi làm về câu lăng xê này, mình câu đài thử xem cho các bạn nhá. Đây. Có bạn bảo là mồi tơi như thế này ném xuống là sông nó chảy tan hết nhá. Mình sẽ lấy về câu đài cho mọi người xem nhá. Đây. Đây. Mình sẽ lấy về câu đài luôn. Chưa lết. Cho chua này câu đây. Đấy, mình sẽ lấy về câu đài cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ là dình săn cá to ở ao đằng bạn có cá to, mình lấy mấy hạt ngô này đi, hôm qua vừa mới luộc còn chưa kịp ủ ấy, nên luộc với câu thử xem ở ao xem mồi này có ăn không nhá, xem có lên hàng khủng nhá. Đấy. À, nhìn tơi tơi thế này mà nắm vào nó dính hết mà. Đéo cong rồi này. Đây, lên rồi, lên hàng khủng ê. Đấy. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Con này to đấy nhỉ. Cầm cầm mấy đi luôn. Này lấy số gì nữa, con này vứt luôn chuối kia được. Mẹ cho vào luôn. Đằng nào dính là dính rồi. Cho nó vờn cho nó mỏi đã. Con này chả biết con gì đây. Ấy, ôi, cứu cần. Con này là câu sông ngày xưa vậy nhỉ? Ừ. Nó có sông làm đéo dám vờn nó nữa thì thế. Nó mới về tuột phát thì tiếp của mẹ đi. Câu sông vẫn phải vờn chứ. Không vờn giật lên nó vẫn bay ngay chứ. Không, mình không vật, không giật lên ngay. Giờ này giật lên ngay làm gì lên được. Nghịch cho nó mệt đi. À, cong lên đấy. Ừ. Gì ác rồi nhỉ. Chép. Hay. Chép thôi. Con này có chép chứ? Chép, không? Chép hay là chui? Chấm đấy là đuôi đỏ. Phải không? Hình như nó vừa lòi đuôi lên đuôi đỏ mà. Chép thôi. Con này con chép hay con trôi thôi, chứ phải chấm đâu. Chấm mà, con ta biết rồi. Thank you.
ấy giờ, ấy à, ấy à, ấy chiều, ấy à. Đó, kéo con lai về đấy á. Đến đây à. Lên lại tụt rồi, một con này khá. Mẹ tao nước sống lên trò. Nước sống khát phát. Tao thì sao nước kéo luôn, con nước sống lên rồi, cần này đâu gãy đâu. Khát phát này, cần này không gãy đâu. Sao nước kéo luôn. Cái này bây giờ nếu mà có bột thì lấy được, có bột thì mày được, vẫn lấy được, lúc nữa lấy được ngay. Không, lúc nãy mới cong, lúc nãy nó kéo vít vào kia mới cong. Có cắm chim chứ, cắm chim, cắm gà, còn gói D1 kia nữa. Mua ở chỗ bọn bán cám cá này, đồ câu cá này, đồ câu này, này bọn bán cần câu ở đâu ấy, chỗ nào nó cũng có mà. Em mua dưới chợ, chỗ nào mà bán đồ câu là ở đấy thì có hết mà. Ừ, cần câu các kiểu này này. Đây đây, chơi xô vào, nhích vào xô ngay. Đéo rơi được điện thoại đâu, rơi điện thoại còn nói chuyện gì nữa. Đéo nổi được ấy chứ. Đéo nổi được. Đéo nổi được. Ôi, bịt mẹ nó nữa. Khỏe vái trưởng. Giết cần kìa đi coi. Ôi dồi, quả cần cong à. Giết cần kìa. Hôm nay mà thả lỏng ra là tụt ngay. Đó là thả lỏng. Ui dồi, ui dồi.
Mẹ ở sông đi giật được hai phát thế này thì mẹ sướng hộ nhờ. Một buổi đi giật được hai phát thế này. Sông làm đéo cá to này. Có nhưng mà nó có không? Không mấy khi ăn đấy. Mỏi tay đấy. Mỏi quá. Mỏi quá. Còn nặng lắm, con cá nó dẫy luôn. Rồi, vào vấn đề, vào vấn đề. Đéo được, ịt nó lại kéo ra. Nó thấy cái xô nó lại kéo ra. Nếu có vượt là dọ ra là vẫn được rồi. Có vượt là lên rồi nha. Úi dồi, úi dồi. Đéo lên. Mẹ cầm cước lên được không? Cước được mà. Mày bỏ xô lên, mày bỏ xô cầm cước. Lâu á. Mỏi tay cụ. Nó vào gần á. Nghe từ gì đâu. Đéo được nó. Đéo đến, mẹ cách xa thế này vào đến thì đéo nào được. Nhấc hẳn lên, nhấc hẳn lên. Còn tụt thế nào được. Ôi giời ơi. Cho nước vào đi, cho nước vào đi. Từ từ đã. Đấy. Đâu để yên rồi, để yên. Để yên à, tao đặt dép sang đi. Đấy. Đâu mày cầm máy tao chụp phát. Ấn vào cái hình máy ảnh như là được, quay ngang máy. Đấy. Được, ấn vào cái máy ảnh bên dưới có hình máy ảnh. Được. Thấy không? Được rồi. Đéo cần chụp tao nè. Đấy, được rồi. Cho nước vào xuống. Con này tầm 2 cân, 2 cân hơn đấy. Lại lên một em nữa. Không kịp quay. Ngon lành ngay. Không kịp bật quay. Lên. Con này lại khá to ớ. Chiếu hết cần đấy ạ. Này này thì màu mùi này không câu. Bọn nó bảo không câu đài được. Câu gì cả sông, được. Sông là tan. Nó có dính là được kể. Tan con này chắc chắn chép rồi. Ừ, chấm bé tí. Chấm bé. Mẹ thấy mồi này chấm vẫn ăn với nhỉ? Con này đã chết oan rồi, dùng một chút đuôi thôi. Cái này trả lời một con thế này. Móc vào đít. Ăn, con này ăn móc dưới. Bắt móc lên. Con này ăn móc ăn móc trên. Ăn móc trên, vụt trúng móc dưới thôi. Con này lại thả. Phóng sinh. Để cho nó lớn. Móc vào lỗ đít. Móc vào lỗ đít đây này. Sang năm nha em nha. Sang năm. Móc đúng lỗ đít này nó đéo ỉa được. Loại này là con khác, con này vào gần bị vụt oan thôi.
5. Đúng. Con đường gật phát.